Xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm Oppo A95. Đối với sản phẩm này là một sản phẩm mới ra mắt trong tháng 11 của nhà Oppo, mang đến cho các bạn một sản phẩm có thiết kế rất là mỏng nhẹ, trẻ trung và thời trang, hướng đến đối tượng là các bạn trẻ Gen Z năng động, đa phong cách và đặc biệt đa nghiệp. Sản phẩm này có một cái điểm rất là khác so với những sản phẩm trong phân khúc tầm trung. Với giá là 6.990.000 đồng giá niêm yết của sản phẩm thì sẽ mang đến cho các bạn một màn hình AMOLED với độ phân giải Full HD này. Cùng với đó là RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Ngoài ra, Oppo A95 có thể nâng cấp RAM ảo lên tới 5GB. Và liệu rằng với việc nâng cấp RAM ảo như vậy thì có thể giúp cho sản phẩm này có được khả năng đa nhiệm tốt hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi hết video này để cùng kiểm tra xem cái sản phẩm này nó thực sự tốt như thế nào nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài test. Đầu tiên thì mình sẽ vào phần cài đặt, vào phần giới thiệu điện thoại. Và tại đây thì chúng ta chọn vào mục RAM. Sẽ có lựa chọn để tăng dung lượng RAM cho các bạn từ 2GB, 3GB và 5GB. Thì ở đây mình sẽ tạm thời là tắt nó đi. Và chúng ta sẽ tiến hành khởi động lại chiếc máy, để chúng ta chỉ sử dụng 8GB có sẵn của máy mà thôi, chưa sử dụng đến RAM ảo. Và chúng ta thực hiện cái bài test đa nhiệm xem là khi chúng ta chưa sử dụng RAM ảo nó có gì khác, và sau khi chúng ta sử dụng thêm cái lượng RAM ảo của Oppo A95 thì nó có gì khác nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta đã trở lại màn hình chính, và lúc này thì lượng RAM của máy, kiểm tra lại một lần nữa nha, nó sẽ chỉ là 8GB mà thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ thực hiện bài test đa nhiệm bằng hai tựa game, đó là Liên Quân Mobile và Free Fire đi. Và hai cái tựa game này mình sẽ chơi cùng một lúc trên chiếc màn hình của Oppo A95 để cho các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mình vào Free Fire nhé. Sau đó chúng ta sẽ chia đôi màn hình và vào Liên Quân Mobile. Ok, cả hai game đều đang chạy và đang loading vào trong cái mục chính của game. Đây, Free Fire chưa thấy chạy rồi. Các bạn phải click vào nhé. Ok, và chúng ta thấy là cả hai game đều đang chạy khá là mượt. Và nó có thể chạy song song, chứ không như nhiều máy Android mà trước đây mình cũng có thử cái chế độ đa nhiệm của máy. Thì thường là sẽ gặp cái tình trạng là khi chúng ta click ở trên màn hình, ở ví dụ mình click ở trên chỗ Free Fire thì Liên Quân nó sẽ bị đơ và nó không chạy song song được. Và ở đây thì mình thấy Oppo A95 nó đã khắc phục được tình trạng đó. Đó, có thể chạy song song luôn cùng một lúc. Và mình nghĩ là với cái lượng RAM là 8GB thì các bạn cũng sẽ thoải mái là chúng ta sử dụng những cái tác vụ rồi. Còn việc là có thêm RAM ảo nữa thì nó sẽ mang đến cái sự lâu dài cho các bạn về tương lai. Chứ còn hiện nay theo như mình thấy là các cái ứng dụng và các game thông thường thì chúng ta cũng chỉ cần sử dụng khoảng từ 4GB đến 6GB RAM. Nhưng quan trọng là chip nó phải mạnh một chút thì chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm tốt hơn. Bây giờ mình sẽ vào một trận đấu máy đi, cho nó dễ. Bởi vì bây giờ đang chơi cả hai game cùng một lúc mà. Ok, và trong lúc mình đang bấm chọn, các bạn có thể thấy ở dưới phần Liên Quân mình đang bấm chọn rồi, nhưng mà phần Free Fire nó vẫn đang chạy cho các bạn và không có hiện tượng bị đơ. Chúng ta sẽ cùng đợi cho Liên Quân vào in game nha. Rồi, như các bạn đã có thể trông thấy, lúc này mình đang chơi rất là thoải mái cả hai tựa game này cùng một lúc. Đấy, hai tay hai súng luôn các bạn ạ. Tuy nhiên là các bạn chỉ nên dùng để test với máy thôi nhá, nếu không là sẽ làm khổ đồng đội. Đây, mình bị AFK ở bên dưới và bên trên rồi. Thì nhìn chung là game chạy rất là mượt, không có hiện tượng giật lag. Về mặt hình ảnh thì hiển thị tốt, bởi vì đây là hai cái tựa game không quá yêu cầu cao về mặt hình ảnh. Nó tích hợp rất là tốt trên các cái máy tầm trung như thế này, nên là trải nghiệm rất là thoải mái. Chơi hai game mà đã mượt như thế này rồi thì chơi
một game thôi thì nó sẽ làm rất tốt cho các bạn. Còn một chút nữa thì chúng ta sau khi mà kết thúc cái trận đấu này thì mình sẽ bật chế độ là tăng RAM lên thêm 5GB nữa, xem có cái điểm gì khác biệt nữa không. Và khi tăng RAM lên thì mình cũng sẽ tăng cái chất lượng hình ảnh lên để xem là nó xử lý như thế nào. Với con chip là Snapdragon 662 thì mình nghĩ là những tựa game thông thường như hiện nay như là Free Fire hay là Liên Quân Mobile nó sẽ hoàn toàn có thể đáp ứng được trên chiếc điện thoại này. Ngoài ra với những tựa game nặng như là Genshin Impact hay là chúng ta chơi những cái tựa game Call of Duty bật chế độ full setting thì chúng ta sẽ cần phải xem xét và có những bài test sâu hơn để xem là con chip này nó có đáp ứng được hay không. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với bài test thứ hai. Chúng ta sẽ cùng thay đổi lượng RAM của chiếc Oppo A95. Ở đây là 8GB. Chúng ta sẽ tăng lên max là 5GB luôn nha các bạn. Và sau khi cài đặt xong, các bạn hãy nhớ là chúng ta nhấn giữ nút nguồn để khởi động lại máy thì máy mới áp dụng cái lượng RAM ảo này cho các bạn. Sau khi khởi động xong thì chúng ta có thể thấy ở đây RAM của chúng ta đã được cộng thêm 5GB rồi. Và bây giờ thì mình cũng sẽ sử dụng bài test, đó là hai tựa game Liên Quân Mobile và Free Fire như vừa rồi. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ thay đổi setting một chút để tạo cái thử thách cho cái phần test game này. Chia đôi màn hình. Đó. Bây giờ các bạn có thể thấy trong mục đồ họa thì vừa rồi với cái bài test là 8GB RAM thường thì chúng ta sẽ có đồ họa ở mức thường này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy lên cao thôi. Đối với con chip Snapdragon 662 thì có vẻ đây sẽ là một bài test khá khó cho nó. Nhưng chúng ta sẽ cùng xem là nó có thể hoàn thành bài test này hay không. Mình cứ để mức cao. Mặc dù ở đây là đã có báo là nó sẽ không có chất lượng như mong đợi như là mức thường. Nhưng mà mình cứ để đó để test thử xem thế nào. Ok, mình sẽ tìm trận ở Free Fire. Lúc này thì Liên Quân Mobile cũng đã load xong rồi. Về cái độ trễ của việc load game thì mình thấy không có. Rất mượt. Mình sẽ vào phần cài đặt để thiết lập chỉnh lên mức cao. Vừa rồi thì cũng đã là mức cao của Liên Quân rồi nhá các bạn. Độ phân giải ở mức cao này, chất lượng hình ảnh ở mức trung bình và chất lượng chi tiết ở mức thường. Bây giờ mình sẽ đẩy nó max lên luôn. Như các bạn thấy ở khu vực chất lượng hình ảnh, mình có định đẩy lên mức HD thì ở đây sẽ chưa hỗ trợ cho các bạn nhé. Sẽ chỉ ở mức cao là nhiều nhất thôi. Như vậy là phần setting đã xong rồi. Free Fire thì cũng đã vào game. Mình sẽ chơi thử một trận với bot. Các bạn có thể thấy quan sát trực tiếp cái màn hình bên trên. Game chạy rất mượt. Đó, và thậm chí là vừa rồi mình có ấn nhầm bị thoát ra ngoài. Thì cái phần đa nhiệm làm rất tốt. Ở chỗ là mình thoát ra ngoài màn hình chính và ấn lại thì game vẫn đang chạy ở dưới nền. Nhảy thôi. Rất tuyệt vời đây. Với những bạn nào mà yêu thích tựa game Liên Quân Mobile và Free Fire, có lẽ đây sẽ là chiếc máy dành cho các bạn đây. Với mức giá rất dễ tiếp cận, chỉ 6.990.000 đồng giá gốc. Và khi mua tại Hoàng Hà Mobile, các bạn sẽ có thêm nhiều chương trình ưu đãi. Và trong cái ngày mình làm chiếc clip này là ngày 29 tháng 11, cũng là chương trình flash sale của chiếc Oppo A95, sẽ chỉ còn có giá là 6.390.000 đồng khi mua tại Hoàng Hà Mobile mà thôi nha. Khóa tướng bên dưới. Nếu mà bạn nào mà thích nghịch hai game cùng một lúc giống như mình thì cũng rất là thoải mái để sử dụng đây. Từ nãy giờ thì mình cũng có trải nghiệm và ở đây mình đã giết được 3 mạng rồi đây. Và không có một
bất cứ một hiện tượng giật lag nào ở trên chiếc máy này. Có thể thấy là con chip Snapdragon 662 hoạt động khá là hiệu quả trên Oppo A95 và giúp cho mình có thể đa nhiệm bằng cách chơi cả hai game cùng một lúc như thế này. Đó, tạm ngừng game trên một chút, mình sẽ múa vài đường liên quân cho các bạn xem. Đó, tung chiêu rất là ổn định ạ. Rồi, bị hạ gục rồi. Bây giờ mình sẽ thử thoát ra ngoài. Vào thử Facebook xem. Chưa đăng nhập, mình sẽ nhấn một vài ứng dụng cho nó bật lên này để kiểm tra thêm một chút. Và quay trở lại game của mình. Như bạn thấy là game vẫn đang chạy, không có dấu hiệu bị dừng lại hay bị out cả. Đó, game vẫn đang chạy và lúc này mình AFK nên là bên dưới liên quân sẽ bật cái chế độ AFK lên cho mình tự hoạt động. Như vậy là sau khi chúng ta test qua về cả hai tựa game cũng như là khả năng đa nhiệm thì mình có thể đánh giá được chiếc Oppo A95 nó sẽ mang đến chúng ta một cái trải nghiệm rất mượt mà với những cái tựa game thông thường hiện nay, thích hợp rất tốt đối với liên quân và Free Fire. Các tựa game khác thì mình cũng sẽ cần phải thời gian để trải nghiệm thêm mới đưa ra cho các bạn cái nhận định chính xác được. Và với những cái điều kiện cơ bản như thế này, mình nghĩ rằng là Oppo A95 sẽ rất là thỏa mãn cho các bạn với mức giá không quá là đắt, một chiếc máy tầm trung, mang đến cho các bạn đầy đủ các tính năng từ chụp ảnh đến chơi game với một chiếc màn hình rộng 6.64 inch. Đây sẽ là một chiếc máy rất là phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên và thậm chí là một chiếc máy phụ để chúng ta thoải mái chơi game với một dung lượng pin lớn là 5000 mAh và có cho các bạn cả sạc nhanh 33W nữa. Nhà sản xuất có công bố là chúng ta sẽ chỉ cần mất 30 phút để sạc đầy cái con pin 5000 mAh này thôi, nên các bạn là sẽ hoàn toàn là thoải mái sử dụng nhá. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng test qua về sản phẩm Oppo A95 về khả năng đa nhiệm của nó. Các bạn hãy để lại comment của mình về sản phẩm này ở phía dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi thêm nhá. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.